Việt Nam 17-4407.03.2018, cập nhật 17-4507.03.2018, rút ngắn Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự theo cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 6 tháng 3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự đã hội đàm với Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Naolevich Zahardihab, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự. Tại buổi hội đàm, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga tiếp tục có những bước phát triển tích cực, minh chứng cho mối quan hệ đó là chuyến thăm cấp cao của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngay từ đầu năm 2018 đã góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương nói riêng trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nga. Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vladimir Naolevich Zahardihab đã chúc mừng Trung tâm nhiệt đới Việt Nga nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, mùng 7 tháng 3 năm 1988, mùng 7 tháng 3 năm 2018, và cho rằng đây là minh chứng tốt đẹp về kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước. Nguồn VGP.